Vào ngày 18 tháng 7, Tổng thống Colombia ông Juan Manuel Santos cho biết tòa án tối cao nước này đã phê chuẩn việc tổ chức trưng cầu dân ý để đạt được thỏa thuận hòa bình mà chính quyền nước này đang đàm phán với phiến quân FARC. Trưng cầu dân ý là bước cuối cùng để chính phủ cầm quyền Colombia đạt được thỏa thuận kết thúc hơn 5 thập kỷ giao tranh với FARC. Tòa án Hiến pháp tối cao đã cho phê chuẩn cho người dân chúng ta quyết định tương lai của hòa bình bằng cách bỏ phiếu. Đây là lời hứa và cam kết của tôi ngay từ lúc đầu, vì hòa bình là mục đích cuối cùng của Colombia. Chính quyền Colombia và FARC đã trải qua 4 năm đàm phán để đi đến cuộc trưng cầu dân ý lịch sử. Ông Santos kêu gọi người Colombia nhận ra tầm quan trọng của quyết định mà họ sẽ phải làm. Đó sẽ là một thời khắc lịch sử mà chúng ta có cơ hội và trách nhiệm để tiếng nói chúng ta được nghe thấy. Đó có lẽ sẽ là quyết định bỏ phiếu quan trọng nhất mỗi người chúng ta sẽ phải thực hiện trong cuộc đời. Một hiệp ước hòa bình chính thức có thể sẽ được ký kết trong vài tuần tới, và cuộc bỏ phiếu sẽ được tổ chức vào cuối năm với 33 triệu người dân Colombia sẽ được quyền bỏ phiếu. Cuộc nội chiến 50 năm ở Colombia đã làm ít nhất 220.000 người thiệt mạng và hàng triệu người phải chạy trốn khỏi nước này.